sắp đến lòng thấy xôn xao, đường phố xôn xao. Chỉ một nàng như cô thật cô đơn, thân ô xin đâu dám đi lá cà, chỉ biết việc nhà. Chợt một sớm thức giấc đời nở hoa, gì vậy ta? Bà chú vắng nhà, tới bé luôn. Bà chú vắng nhà, quay tới nấu. Bà chú vắng nhà. Vắng nhà thì khác. Nhà người ta là của cô, cho người ta là của cô, có người ta là của cô. Cô nào đâu nghĩ nhiều lắm đâu, xong thì ta phải theo nhu cầu, xong thì ta phải biết làm màu, nghĩ làm chi cho thêm nhức đầu. Ai ngờ đâu kết chân cất cầu, ai ngờ đâu bao cô ngập đầu. Thôi thì cô sẽ chờ, mong bình an. Cô Thảo, cô biết không, việc nhà con ngán nhất là rửa chén. Vậy hả? Vậy thì con đừng nghĩ là mình đang làm những việc khó nhọc, những việc mà mình chán ghét. Nhưng mà đối với con, đây là công việc nặng nhọc nhất. Thôi, đúng vậy luôn. Thôi giờ con phụ cô nè. Trước hết, con lựa những cái chén dĩa mà không có dính dầu mỡ, mình rửa trước. Con biết thế nào là lễ độ. Nè. Chưa có năm nào nhà mình có nhiều hoa tươi để trưng Tết như năm nay đó. Ba, năm nào á mà mình cũng mời cô Thảo qua phụ giúp như thế này á thì còn gì tuyệt vời hơn, đúng không ba? Đúng rồi. Anh Thái à, nhà có bình hoa nào cao cao để cắm bông không anh? Có, đợi tôi chút nha. Dạ. Đây, con cắt cho nó đều ha, để khi mình cắm á cho nó đẹp. Là vừa ha. Ủa gì mơ, chân gì đỡ chưa? Con có thấy ai khỏe rồi mà phải ngồi xe lăn không? Ủa, dì đang chụp hình gửi cho mẹ con hả? Để con tạo dáng đẹp đẹp dì chụp nha. Mình chụp cái gì? Nè, con cắt đi. Dạ. Bác hai á, chỉ mong có một cô dâu đảm đang như là cô Thảo vậy thôi. Nguyên cái nhà này á bị trúng bùa hết rồi. Ba hỏi cô Thảo vụ đó chưa? Cái vụ gì? Thì cái vụ mà cô Thảo ở lại nhà mình ngủ á. Muốn giữ mẹ hay giữ con? Cả hai đi ba. Chứ ba để ý thấy không? Cô Thảo từ lúc mà cô Thảo vô nhà mình đó, tự nhiên cái nhà mình khác hẳn à. Ba có để ý bà nội không? Bà nội vui vẻ, quá trời cười nói luôn. Mà con để ý nha, chưa bao giờ bà nội qua nhà mình mà bà nội hạnh phúc, mà cái mặt bà nội giãn ra như vậy hết trơn á. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng, trong nắng vàng, áo chung tiếng đã vàng. Nè, cái trò này của em phải không? Em bày cho bé Hồng đúng không? Bây giờ biết mấy giờ chưa mà còn reo vang, muốn hàng xóm láng giềng ra quở hay gì? Thôi,
Vô phụ ba bưng nồi bánh chưng đi. Ba cho con phụ nữa. Con nữa. Có chuyện gì vậy? Có biến, có biến. Bây giờ hả, lơ mơ là hai được đi du lịch mãi mãi không về luôn đó. Mở mở cái cặn này đè lên. Đâu, có chuyện gì? Đi về bên đó cũng chỉ có hai mẹ con thôi. Dạ. Coi như là đêm nay gia đình tôi á mời hai mẹ con của Thảo ở lại chung vui bữa họp mặt cuối năm. Thôi anh, tại vì á tôi hứa là qua bên đây giúp cha con anh một ngày. Mà bánh trái rồi sắp xếp trên bàn thờ tổ tiên cũng đã đâu đó hết rồi đó anh. Má tôi rất thích cái không khí gia đình mà cô Thảo đã tạo ra cho ngày hôm nay. Cho nên muốn mời cô Thảo ở lại buổi tối để nấu bánh chưng cùng với gia đình cho vui á mà. Đó, thấy chưa? Trời ơi, ra dáng giống như là bà chủ thứ hai trong cái nhà này vậy đó. Cây mai này thì tôi trang trí cũng gần xong rồi. Mẹ con tôi xin phép về. Để ngày mai là 30, còn phải chuẩn bị đón ông bà nữa đó. À, nồi bánh chưng á, chừng nào mới chín vậy chuyên gia? Dạ, tầm 10 giờ sáng mai là mình hạ lửa được đó bác. À, bác hai á, là không có thích người nhận lời làm việc rồi á, mà thiếu trách nhiệm mà ngang. Cháu á, phải ở lại đây để xem coi lửa to, lửa nhỏ như thế nào cho nồi bánh nó chín đều. Chờ bánh chín xong rồi á, xẻ ra cho bác ăn thử. Khi nào được rồi bàn giao mới được về chứ à. Dạ, bác ơi. Má tôi rất ít khi mời ai nhiệt tình như vậy lắm. Cô Thảo nè, cô ra coi củi lửa hai cha con tôi chuẩn bị được chưa? Dạ. Bác hai á, thấy bả chân bông chung qua bày mâm quả rồi này khi bác hai khoái lắm. Bác hai nói là trời ơi, ước ao có một cô con dâu như vậy bao nhiêu lâu nay mà bây giờ mới có được, ứa gan chưa? Đang ứa gan đây nè. Để coi thử hai mẹ con đó làm trò gì. Thưa bà nội, thưa chú, thưa dì, con mời cả nhà mình ăn mứt. Tết năm nay mẹ con để con tự làm hai loại mứt này để giao hàng cho khách đó ạ. À, giỏi dữ ta. Không biết tới chừng nào cháu nội của tôi mới làm được bánh mứt giống như bạn của nó đây ta. Bà nội yên tâm, Tết năm sau con sẽ làm đủ loại bánh mứt cho cả nhà mình ăn luôn. Ồ vậy hả? Thiệt không đó, liệu năm sau có làm được như hôm nay không? Dạ được chứ. Năm nay cô Thảo đã truyền hết nghề lại cho con rồi. Đúng không cô Thảo? Nè Linh, nói được là phải làm được nghe chưa. Mà bà nội, ba, nếu mà bé Linh nó giữ được lời hứa của nó á thì năm sau nhà mình khỏi cần muốn người giúp việc nữa. Mạnh miệng quá ha. Nè tôi nói trước nha, đào đâu ra một cái người giúp việc ha mà trên cả tuyệt vời giống như tôi. Đúng rồi á, cái này là anh Thành nói chứ còn không có dám nói gì đâu nha. Tôi nói trước á, tôi mà ra khỏi nhà này một cái hả, mấy người có rải vàng từ đầu hẻm đến trước cửa nhà là tôi cũng không có chịu về đâu à ngang. Không. Ủa Linh, trà sen thảo mộc của bà đâu? Bà mau vô nhà pha cho mọi người uống đi. Tết mà được uống trà sen thảo mộc vừa làm tinh thần sảng khoái mà còn làm tốt cho sức khỏe nữa đó. Dạ, vậy cả nhà đợi con xíu nha. Ừ. Anh nói với mày rồi, cái số mà anh đưa cho mày á là mày chắc chắn mày sẽ gặp hên, hiểu chưa? Ừ, nhưng mà chuyện gì cái gì nữa, bây giờ em muốn làm sao? Thì em muốn như cái lời hứa ban đầu của anh đó. Rồi em biết rồi, mệt rồi quá. Alo, bà Tám hả? Hồi nãy tôi mới thấy thằng Tèo đứng nói chuyện với thằng Thành. Bà hỏi coi nó nói cái gì rồi gọi điện báo cho tôi liền nghe chưa.
Cô Thảo, sao cô chưa đi nghỉ? Tôi ngồi đây canh lửa nè, rồi chăm nước cho nồi bánh. Chứ không thôi là ngày mai hư nồi bánh này luôn đó. Cô đi nghỉ đi, tôi sẽ chật cho. Thay ca mỗi người chật 2 tiếng được không? Ờ, thôi vậy cũng được. Anh ngồi đây canh nồi bánh nha. Tôi vô chợp mắt một chút, rồi 2 tiếng tôi ra thay cho anh. Vậy nha. Cô Thảo nè. Dạ. Tôi có chuyện này muốn nói với cô. Ủa, có chuyện gì gấp không? Hay là để sáng mai nói cũng được mà anh? Cũng gấp, với lại nó cần một chút riêng tư. Để anh nói đi. Sáng mai sau khi vớt bánh ra, tôi biết là không có cơ hội để giữ cô lại được nữa. Với lại sẵn dịp hôm nay ngồi đây thì tôi cũng xin nói tận đáy lòng của tôi là cha con tôi vô cùng biết ơn cô. Ôi trời, anh cứ nói cảm ơn hoài làm tôi cũng ngại lắm. Thật ra thì hoàn cảnh của cha con anh là muốn giúp rồi cần được giúp nên cũng vui mà. Cuộc đời mà anh, mình nên cho đi. Cô cầm lấy đi, coi như đây là chi phí dạy dỗ cho Linh. Chi phí mua gạo nếp, rồi nói nôm na là chi phí đặt bánh ăn Tết của gia đình tôi. Thôi mà, tôi không có nhận đâu. Tôi đến giúp cha con anh là vì quý mến thôi mà. Tôi biết điều đó, nhưng mà cái bao thư này á, coi như là lòng biết ơn đi. Cô nhận giúp cho. Anh mà ép tôi nhận cái bao thư này, coi như là tình nghĩa của hai gia đình á, giống như là mua bán sòng phẳng vậy đó, không có được đâu. Tôi nói rồi, tôi không có nhận lấy. Anh cứ giữ lại đó đi nha. Thảo nè, cô không nhận cũng được, nhưng một lần nữa tôi xin cảm ơn cô. Tôi cảm ơn cô nha. Thật lòng thì tôi cũng cảm ơn anh nhiều lắm, vì anh đã làm cho tôi thay đổi quan niệm về đàn ông. Quá ra thì đâu phải tất cả các đàn ông đều tệ như nhau, đúng không anh? Chân cô hết đau rồi sao? Chỉ cần thấy cái ánh mắt anh ngắm nhìn em như vậy thôi, tự nhiên hết đau chân liền luôn á. Mà hồi nãy anh nói gì với bà già nhà quê đó vậy? Cô muốn biết đó hả? Ừ. Tôi nói là tôi yêu Thảo. Gì? Anh nói vậy thiệt á hả? Thiệt. Không tin. Nếu mà anh nói vậy với bà thì anh thử ôm em giống như là hồi nãy anh ôm bà đi. Xin lỗi cô nha, tôi không làm được chuyện đó, vì cô với cô Thảo khác xa nhau quá. Ê, anh nói vậy là anh sao? Bà chớn hả? Nè, anh đó nha, cái đầu anh chứa gì trong đó vậy? Anh có mắt như mù đúng không? Cái miếng mỡ ngon như vậy do cái tận miệng anh mà anh chê. Chê đúng không? Rồi, anh chê đi. Tôi sẽ tung cái clip đó lên mạng để cho anh thấy cái hậu quả của cái chuyện anh chê tôi ngày hôm nay. Chê tôi đi. Cô đau quá. Cô diễn nữa hả? Bị giật chấn thiệt rồi nè. Trời ơi, tôi coi. Thôi được rồi, để tôi về coi vô. Ẩm lên đi. Đứng lên đi. Đây. Nội, bây giờ mấy cái chậu này mình để trước cửa luôn hả nội? Nội thấy mấy cái chậu này hơi nhỏ đó con. Bây giờ con đem vô trong đi. Một lát nữa mấy bà cháu mình đi chợ mua cúc đại đó lớn á, 2 chậu mình đặt ở ngoài này.
Dạ dạ. Trời, năm nay con thấy nội con chi lớn dữ chân hoa quá vậy trời. Tại vì nội thấy vui trong lòng. Ủa sao tiện năm nay nội vui? Không lẽ năm nay không có mẹ con ở nhà, nội thấy vui hả? Chắc vậy quá. Tầm bậy nghe chưa? Cháu nội đích tôn gài nội đúng không? Không, mà năm nay con thấy nội vui thiệt mà. Đúng không Linh? Ừ, đúng rồi nội. Đúng là năm nay nội vui. Nhưng không phải vì mẹ con vắng nhà mà nội vui đâu. Nội vui là tại vì nhà ta năm nay có quý nhân giúp đỡ. Nào là nấu bánh chưng, bánh dày nè để cúng tổ tiên ông bà. Hơn nữa lại dạy cho con Linh biết làm việc nhà nên nội vui dữ lắm. Nội, hả? Sẵn xe, bây giờ mình đi thêm một vòng chợ hoa nữa đi nội. Đương nhiên là phải đi rồi. Tết năm nay nội đi với hai đứa cháu nội, kèm theo đứa cháu dâu tương lai nữa, không đi sao được. Bưng vô Linh. Dạ. Bưng vô đi con. Bánh xanh tươi luôn đó. Chị Thảo, vô tôi nhờ một cái. Có chuyện gì vậy? Anh ngộ quá. Em nói là em nhờ chị Thảo chứ đâu có nhờ anh đâu. Có chuyện gì không cô? Đẩy xe tôi vô trong nhà đi. Vô phòng tôi rồi tôi nói chuyện. Để tôi làm cho. Ủa gì vậy anh? Trời ơi. Nè, bả cũng có tay có chân đàng hoàng, bả đẩy em vô được. Em nhờ bả chứ đâu có nhờ anh đâu mà anh chen vô. Nhưng cô không được quyền xa biểu cô Thảo. Ủa mắc mớ gì không được. Nè, chứ không phải là anh nói với em, anh nói với chị Hà vợ anh á, cái bà này nè ở dưới quê mới lên nghèo rớt mồng tơi, qua nhà mình chủ yếu là làm việc giặt làm ô xin để kiếm tiền. Trời, tôi không đó có nói. Nè, anh có nói rõ ràng chứ bộ. Lẹ lên, tẩy đi còn lỏ mắt dởm gì nữa, lẹ lên. Cô đó, cô đúng là còn đang lọc không hơn còn kém mà. Cô dựng chuyện xúc xỉn hết người này tới người khác, không chừa một ai hết. Cô tưởng tôi còn sợ cô hả? Trời đất ơi, hôm nay anh gì gì mình với con rắn độc này mà anh đánh tôi hả? Trời ơi ông trời ơi, bác hai ơi, chị hai ơi, trời ơi, anh đánh tôi đúng không? Vậy với con rắn độc này mà anh đánh tôi đúng không? Cô còn lá nữa hả? Trời ơi, anh định giết tôi phải không? Anh định giết tôi đúng không? Anh gì mình với con đàn bà này anh định giết tôi đúng không? Anh đừng có làm lớn chuyện nữa. Vậy anh với con rắn độc này nè, phải không? Mày thấy không? Mà quýnh tôi, mà khoái lắm đúng không hả? Chị ơi, bác hai ơi, về đi mà coi đi nè. Trời ơi là trời. Cô để tôi giải quyết cho. Cô dọc vô trong ấy, giúp tôi còn nhiều còn lại đi. Đứng lại đi. Trời ơi, cô quá đáng lắm nha. Nè nha, tôi đợi chị, tôi về, tôi nói với chị, tôi biết bây giờ là anh ta rập dắt người khác về đây. Anh sờ mó tôi không được, cho nên là anh muốn có người khác đúng không? Cô giận chị. Trời ơi, chị ơi. Trời ơi, ông trời gõ xuống mà coi nè trời. Mó, có chuyện gì vậy? Trời ơi, chị hai về đúng lúc lắm. Chị coi chồng chị nè, bây giờ hả, ông dắt một con rắn độc về nhà. Ta lập âm mưu lên làm ba chủ nhà này, đuổi chị em mình ra khỏi nhà đó chị ơi. Con rắn độc nào? Nó ở đâu? Nó đang làm ổ ở trong nhà kìa. Nó làm ổ ở đâu hả? Em à, em. Con rắn nó đâu rồi? Nó làm tổ ở đâu rồi? Anh buông tôi ra đi, anh giấu nó đâu chứ hả? Em bình tĩnh lại đi. Anh bênh vực cho nó hả? Tôi đã không để yên cho nó đâu. Chào chị, tôi là Thảo đây. Trời đất ơi, nội, để con vô nội. Khoan đã. Chiến trận đang căng thẳng, tất cả phải nghe lệnh nội. Đội hình tập hợp. Nghiêm. Thằng Thành, vô trong xem tình hình như thế nào, ra đây báo cáo cho nội biết. Đó. Đó, Hai, con rắn độc này nè, Hai xử lý nó đi Hai. Sao con? Báo cáo chỉ huy, hai bên đang chuẩn bị sắp đá cà. Theo con suy đoán, hai bên sẽ dùng guốc phan vào đầu nhau sức đầu mẻ chán. Tình hình đang rất căng thẳng, mong chỉ huy đã chỉ thị, báo cáo, hết. Tình hình căng thẳng rồi đây. Thanh, theo nội. Đó. Nội, còn tụi con sao nội? Hai đứa, ở đây. Bà hay quá ha, bây giờ dám đứng trước mặt tôi thách thức tôi hả? Có tin tôi đánh bà không hả? Ê, cô Thảo à, cô né mặt giùm tôi nha. Né cái gì mà né chứ hả?
làm cái gì đó? Con dâu của má về rồi đó hả? Mừng quá. Kịp cúng cơm rước ông bà về vui Tết với con cháu. Mà sao không ngồi xuống đây nói chuyện cho nó đàng hoàng? Cô Thảo, ngồi xuống đây đi, chơi một chút rồi về. Dạ, thôi cũng đến giờ rồi, con xin phép bác. Khoan đã, cô cứ ngồi xuống đây đi. Còn hai đứa nữa, ngồi xuống đi. Sẵn có vợ thằng Thái đây, tôi giới thiệu. Cũng may á là nó về vừa kịp lúc. Tôi muốn nói với cô Thảo một vài lời á, rồi cô hãy về. Là cái chuyện thiệt tình đó thì tôi không hiểu. Cô có dùng bùa mê thuốc lú gì hay không? Bà nội, bà nội nói gì kỳ vậy bà nội? Thành, để yên cho bà nội nói. Chuyện của người lớn không có xí vô. Đi ra ngoài. Đứng yên tại chỗ. Nó lớn rồi. Hơn nữa cái chuyện này xảy ra là bắt nguồn từ nó. Chính nó giới thiệu và đưa cô Thảo về nhà này. Dạ đúng rồi đó. Tôi biết tôi nói đúng mà. Cô Thảo à, sở dĩ tôi hỏi cô có dùng bùa phép gì hay không á, là chỉ trong có hai ngày ngắn ngủi, cô đã biến cái nhà này thành một cái nhà khác. Khác lắm, khác hoàn toàn đó cô. Thằng Thái cũng khác. Còn con Linh, cháu nội của tôi trở thành một người khác. Thật lòng tôi mang ơn cô, tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi hỏi thiệt cô, tôi không biết cô dùng cách nào để biến con Linh từ một con vịt bầu trở thành một con thiên nga vậy cô? Má, má nói lộn rồi. Từ con thiên nga trở thành con vịt bầu mới đúng chứ má. Sao? Thiên nga thành vịt bầu hả? Không, vịt bầu thành thiên nga. Từ một cô gái không biết làm gì động tới móng tay, trở thành một con bé siêng năng giỏi giắng, biết lao nhà đi chợ nấu cơm lo cho ba cho anh, vui vẻ với mọi người, quan tâm tới nội. Cô Thảo à, tận trong đáy lòng tôi mang ơn cô, mang ơn cô nhiều lắm. Đã từ lâu lắm rồi, tôi chỉ dám mơ ước thôi, được sống cái không khí ngày Tết cổ truyền, mọi người cùng quay quần bên bếp lửa, cùng nấu bánh chưng, bánh tét, cùng làm bánh dày, chả lụa. Nhưng tôi chỉ dám ước mơ thôi cô à. Dạ, con cảm ơn bác Hai đã chỉ dạy. Cảm ơn anh Thái, cảm ơn chị Hà, cảm ơn cô Mơ. Tiện đây, con xin chúc cho gia đình mình có một cái Tết thật là xinh đẹp, thật là hạnh phúc. Giờ thì cũng trễ rồi, con xin phép con về. Ừ. Thành. Dạ. Mau đưa má vợ tương lai về đi con. Má vợ. Tốt lắm bà nội. Cô Thảo, đi với con. Dạ, con xin phép. Thẳng lớn, thẳng giòn giả, bà nội quá tuyệt vời. Yeah. Thôi, bây giờ năm mới, cô chúc cho hai anh em con thật là vui. Con đi làm cho giỏi. Dạ. Còn con là đi học cho thiệt giỏi, nghe chưa? Dạ, cảm ơn cô. Thôi bây giờ cô về nghe, dạ. Đưa nón cho mẹ. Cô Thảo, con cảm ơn cô nhiều lắm. Năm nay con sẽ chơi với nước và chén bát. Con cảm ơn cô. À, cô Thảo ơi. À, có gì cô Thảo nhớ lời của bà nội con nói nghe. Ủa, cô đâu nhớ gì đâu. Thôi, bây giờ như vậy, ngày mai qua nhà cô xong đất,
rồi mình nói tiếp ha. Dạ dạ. Giờ cô đi về. Dạ. Má à, má đúng là dễ bị lừa. Người ta chỉ làm cho má mấy cái bánh chưng bánh dày thôi à, mà má còn đưa người ta lên tận chín tầng mây. Còn con dâu của má nè, để cho má hai đứa cháu ngời ngời vậy nè, rồi lo cho con trai của má không thiếu thứ gì hết, mà má lúc nào cũng chê bai con. Má nói vậy không đúng hả? Mẹ, mẹ tạo cái bất ngờ lớn đó, con rất là thích nha. Mẹ đổi với máy bay giờ chót được luôn á hả mẹ? Đúng là mẹ của con mà, hay trên cả tuyệt vời. Hay ho cái nổi gì? Đổi vé máy bay bù 50 triệu đó, phải đi hạng thương gia mới có vé đó cô. À thôi, bây giờ cả nhà ngồi ở đây đi, để con vào bếp con pha trà sen thảo dược với mứt gừng, cả nhà mình cùng thưởng thức nha. Trà sen thảo dược với mứt gừng đâu ra? Trà sen á là cô Thảo đem qua biếu, còn mứt là cô Thảo dạy con làm á mẹ. Cô còn chỉ con làm bánh chưng nè, bánh dày nữa, con làm được nhiều thứ lắm luôn á. Mẹ sẽ thấy con gái của mẹ tuyệt vời như thế nào ở trong năm mới. Giỏi, cháu của nội giỏi lắm. Đi đi con. Dạ, con đi nha. À, bác hai, cho con phát biểu chút xíu được không? Cô nói đi. Trời ơi, con thấy á, giống như là cái cô Thảo này của biết thôi miên hay là bỏ bùa hay sao á. Cái gì đâu mà nói có mấy câu mà cả nhà mình tin sái cổ luôn à. Nhất là anh Thái nè, coi bộ hả là chết mê chết mệt luôn rồi. Mà nè nha, con là con không có nói bậy đâu, con nói có sách mách có chứng đàng hoàng. Dì Mơ, con cũng rất muốn coi cái sách với cái chứng của dì là cái gì đó. Ừ, con mở lên tivi hay là mở laptop cho cả nhà cùng coi luôn. Cô định cho con cái gì vậy? Coi cái gì thì mở lên rồi biết. Thành, giúp dì mở lên đi con. Dạ. Đó, mọi người thấy rõ ràng chưa? Trời ơi, con có nói sao, con có nói bậy bạ đâu. Đó, anh Thái đó, cái bà Thảo gì đó. Trời đất ơi, con nói là cái bà Thảo này bà ghê gớm lắm. Bà dụ dỗ anh Thái nhà mình nè. Đó, nếu mà con không quay lại như vậy á, thì biết bà sẽ làm gì mà làm tới cỡ nào nữa. Đó không phải là sự thật. Cô dựng clip cắt kép tầm bậy tầm bạ không à? Cái gì vậy anh? Bộ anh đánh giá em cao dữ vậy hả? Trời đất ơi, anh đánh giá em cao quá ha. Em làm gì mà biết mấy cái vụ mà chỉnh sửa rồi cắt ghép cái gì. Em chỉ biết ấn cái nút quay thôi. Nếu mà anh không có lửa thì làm sao mà có khói. Mà rõ ràng mọi người thấy không, cái mặt của bà Thảo, cái mặt của ảnh dần dần vậy đó. Mà ảnh còn nói là con cắt ghép. Cắt ghép chỗ nào trời? Cô, bà bình tĩnh lại đi. Dì Má, con còn có nhiều thứ mà dì còn mong đợi hơn nữa nè. Vậy là con cũng biết thấy chưa. Mọi người thấy rõ ràng chưa? Cái chuyện này hả là thằng Thành nó cũng biết chứ đâu phải một mình con đâu. Bây giờ con có bằng chứng hay là con có thêm cái gì nữa thì con phát lên cho mọi người coi hết đi. Mình vạch mặt cái bà Thảo ở đây luôn. Con nói là bà không có tốt lành cái gì đâu mà. Dạ, nhưng mà thôi, con thấy nãy giờ nhà mình coi phim hoài cũng chán. Con muốn mời nhân chứng sống vào đây để cho nó vui nha. Hai người vào đi ạ. Ủa? Dạ con chào bà hai, con chào cả nhà. À, cái này là họp mặt gia đình, nói chung là chuyện nội bộ gia đình. Hai người qua chơi không có đúng lúc đâu, đi về đi. Dạ, con xin lỗi bà hai, con xin lỗi cậu Thái, xin lỗi cô Hà. Tha lỗi cho hai bà cháu con. Nói cái gì vậy trời, tự nhiên nhà người ta đang vui vẻ qua khóc lóc xin lỗi gì. Đi về đi, cái gì vậy? Dạ, cái chị Mơ thuê con cắt ghép mấy cái clip á. À, chị Mơ còn kêu con làm những cái ghê lắm. Ê, con nít con non không có được nói xạo nha. Tao có kêu mày làm gì đâu mày. Tao có biết cái gì đâu mà chỉnh sửa rồi làm này làm nọ. Khùng quá à. Thôi Mơ ơi, có lỗi thì nhận lỗi đi Mơ ơi. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại đâu. Tết nhất rồi cho vui nhà vui cửa đi Mơ. Cái gì đâu mà cắt clip gì. Con không có kêu cắt clip gì. Con có biết cái gì đâu mà cắt clip. Nè, hay là mới lấy tiền của bà Thảo gì đúng không? Bà cho tiền, bà kêu vô đây là nói xấu tôi nữa này, cái này nó kia đúng không? Nè, không có được rồi nghe. Chị Mơ à, em với bà Tám đã đến đây rồi mà chị còn chối nữa. Ê, cái thằng này mày nói bậy bạ, tao quýnh mày bây giờ nghe mày. Chị Mơ, thật ra thằng Tèo và dì Tám đã khai hết tất cả với con rồi. Mày ra đây, bắt quả tay nghe, mày ra đây. Tay ra đây.
Mày tập thoại trước nhà tao làm cái gì hả? Anh thà em mới làm lần đầu anh ơi. Đây lần đầu tiên hả? Tao cho mày lên công an trả lời bây giờ đó, mày tin không? Dạ em tin anh ơi. Bây giờ một là mày nói hết từ đầu tới cuối cho tao, còn hai là mày khai với công an, mày chọn cái nào? Dạ em khai hết mà. Anh buông em ra đi, em khai hết mà, em hứa. Rồi kể cái việc gì nhờ dì Tám quay clip dì té cầu thang giả bộ rồi đau chân để hành hạ ba cho con tụi con. Đúng. Dạ con xin lỗi. Không có. Bà nói xạo không có. Chưa hết đâu. Dì còn nhờ thằng Tèo chỉnh clip từ đó đến giờ để ép ba con có con với dì. Nếu như ba con không đồng ý thì dì sẽ tung những chiếc clip lên trên mạng, đúng không dì Mơ? Trời ơi. Đúng rồi đó. Em thấy chưa? Cổ nham hiểm như vậy á mà em còn tin cổ nữa. Trời ơi, cái con này đúng là con quỷ mà. Đó, con sáng mắt con chưa? Mơ, cái chuyện tài trợ như vậy mày cũng dám làm nữa hả? Mày có phải là con người không? Cái này em cũng tại hai cái người để hết trơn á. Này, vừa phải thôi nha, miệng mờ mấy người nghe chưa? Tôi làm tôi trả tiền đàng hoàng nghe chưa? Sao mà bây giờ vô không? Tao bây giờ ăn cháo đá bát vậy hả? Hai người hả? Hai người chết hết. Trời ơi, bố tôi có để yên với mấy người đâu. Ơi nè, bố, mày đứng lại đó, mày đi. Trời ơi, cái con này. Em sao vậy? Hả? Lấy dầu đi, lấy dầu xong cho mẹ đi. Chạy dưới lòng. Trời ơi, sao không con? Mẹ ơi, mẹ. Sắp đến giờ giao thừa rồi đó, con đi xuống tắm gội đi. Cái nồi nước bưởi mẹ nấu sẵn rồi để trong phòng tắm. Tắm xong là thay đồ đàng hoàng, ra sân thắp hương, gửi lòng thành đến trời đất. Rồi vô đây mình quỳ lại ông bà tổ tiên nha. Mà tại sao lại phải tắm lá bưởi vậy mẹ? Quan niệm của ông bà mình á, hương bưởi là hương của trời đất. Mình tắm gội bằng hương bưởi thì để tẩy sạch những bụi bặm xui xẻo của năm cũ, rồi mình đón nhận những năng lượng tinh khiết và may mắn trong năm mới vậy đó. Vậy mẹ đã tắm chưa? Nhìn coi, mẹ đã xong xuôi hết rồi ha. Còn con á, đi nhanh lên đi cho kịp giờ giao thừa. Dạ. Thôi, bây giờ đi xuống mẹ gội đầu cho nhanh đi. Nam mô A Di Đà Phật. Đêm nay là đêm chuyển giao, năm cũ bước sang năm mới. Gia đình chúng con thành tâm dâng lên nén hương trước tổ tiên ông bà. Xin ông bà phù hộ cho chúng con sang năm mới gặp được nhiều may mắn, trên thuận dưới hòa, gia đình hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Ai vậy? Tao nè. Hai, mày thu dọn đồ đạc đi. Thu dọn đồ đạc làm gì hai? Trong phòng này á, mày thích bất cứ thứ gì cứ lấy. Tao thuê xe cho mày rồi. Thôi mà hai, hôm nay đầu năm đầu tháng mới bùng bột Tết, hai đủ em vậy em biết đi đâu về đâu đây. Bây giờ chân cẳng vậy, em đâu có đi đứng gì được đâu. Em mới cũng phạm tội lần đầu, hai bỏ qua cho em đi mà. Mơ à? Thứ nhất á, là tao quá tin tưởng mày. Thứ hai á, là tao quá yêu thương mày. Thứ ba á, là tao không hiểu nổi mày. Chính mày đã dạy cho tao một bài học về cách nhìn người đó. Hai, em xin hai mà. Em hứa là từ nay về sau em không có dám phạm lỗi này nữa đâu. Em không có dám tái phạm nữa đâu. Hai tha cho em một lần này đi mà hai. Mày đã quá tham lam, không biết dừng lại ở đâu là đúng. Mày quá vô ơn, mày không biết mang ơn cái người đã mà cưu mang mình. Mày quá là nham hiểm. Má chồng tao nói đúng, người như mày không nên giữ lại trong nhà rất là nguy hiểm. Nên tao trả mày lại nơi mày sinh ra, để mày tu tâm dưỡng lại cái tính của mày. Tao cho mày một tiếng đó. Thu gom đồ đạc đi.
đưa cổ về tận nhà giùm tôi. Dạ. Đây là tiền xe với là tiền ăn uống dọc đường. Dạ. Anh chăm sóc cho cổ giùm, cổ bị trật sơ mi chân á. Dạ. Cô cầm đi. Cầm đi. Vợ chồng tôi gửi cô một ít tiền để về quê mở một quán gì đó làm ăn sinh sống cho đàng hoàng. Em cảm ơn. Em xin lỗi anh chị nhiều lắm. Không có gì đâu. Về quê cô sẽ làm hoa hậu một vùng mà. Chỉ cần tu tâm dưỡng tính, đầm thắm dễ thương nữa là đàn ông nó xếp hàng dài cả cây số để chờ cô duyệt đó. Đúng rồi đó. Trật sơ mi thôi mà, xe lăn làm gì là cho rùm rè, dọc đường tôi kiếm cho cô tai nạn. Dạ, cảm ơn anh. Em chào anh chị em đi. Hết nhất rồi, sao Tám khóc vậy Tám? Không khóc sao được. Nhìn thấy cái cảnh con mơ nó đi. Đi về quê con thân mình à. Mà Tám đứt từng đoạn ruột kìa đó. Thấy thương quá à. Tết đến đàn tù cùng mới bêm bếp hồng và nó bánh trưng xanh chờ xuân đang sang. Mẹ, con có pha nước lá vối nè, để con cho mẹ uống nha. Đây nè, mẹ uống đi cho mát. Cảm ơn con. Dạ. Mẹ, mẹ thấy con cắm hoa có đẹp không? Đẹp. Ủa mẹ, ba đâu? Ba trước sân đó con. À, để con cắt bánh cho mẹ ăn nha. Cô Thảo mới chỉ con cắt bánh, điệu nghệ lắm luôn. Vậy hả? Dạ. Đó, mẹ thấy con cắt hay không? Con gái mẹ giỏi quá. À, mẹ ngồi vô đây đi. Để con vô lấy thêm dư món với củ kiệu. Mẹ ăn thử nha. À khoan con, để chút xíu nữa mẹ ăn với ba nha. Dạ. Thơm quá. Đúng là bánh của cô Thảo làm hấp dẫn thiệt. Con chào cô, em chào anh. Mẹ, đây là Hồng, bạn thân của bé Linh nhà mình và cũng là bạn gái của con á. Và Hồng là cũng là con gái của cô Thảo. Chào con. Dạ. Con mời cô với anh vô nhà chơi nha. Ừ. Mẹ, đi mẹ. Con mời cô với anh ngồi. Ừ. Cảm ơn con. Chào chị. Cô. Chào chị. Mời chị dùng mứt nha. Mứt này là chính tay hai mẹ con tôi làm đó. Hôm nay tôi qua đây là tôi muốn xin lỗi chị. Thật sự là tôi có lỗi với chị quá. Thôi, chuyện gì đã qua rồi thì mình cho nó qua đi. Hôm nay là ngày đầu năm mới mà, mình nên đón nhận những điều tốt đẹp nhất. Đúng là chị không những đẹp mà còn chu đáo, tốt bụng nữa. Hôm nay tôi qua đây là muốn trước tiên là chúc mừng năm mới gia đình. Thứ hai là tôi muốn xin làm học trò của chị, không biết có được không? Ôi trời, thiệt tình là xưa nay tôi không có dạy học cho nên là không có nhận học trò. Tôi nói thiệt mà. Tôi muốn chị dạy cho tôi cách dạy dỗ con cái.
cách làm bánh chưng, bánh dày, cách làm mấy cái loại mứt này nè, cách quản lý nhà cửa. Thiệt tình thì tôi không dám nhận làm cô giáo đâu, mà cũng không dám dạy cái gì ai hết á. Thôi, chuyện đó để sau đi ha. Tôi qua đây là cũng có chuyện khác nữa. Má chồng tôi muốn mời hai mẹ con chị ngày mai á qua nhà tôi dùng bữa cơm đầu năm có được không? Rồi anh đây. Rồi, xong rồi đây. Tuyệt đây. Vời. Thành, lên làm bà nội xuống ăn cơm đi con. Anh thấy là hai người có vẻ hợp nhau rồi đó. Cũng mong là được như vậy. Dạ, để con lên mời bà nội. Ừ. Khỏi mời, bà nội xuống rồi đây. Bà nội. Năm nay á, nhà mình á có mẹ con cô Thảo qua quan Tết cùng, nên niềm vui được nhân đôi, có đúng không các con? Dạ. À, hôm nay cả nhà mình muốn uống rượu về khai xuân à? Rượu vang hay là sâm banh? Thảo, con thích uống rượu gì? Con nói đi con. Con chọn đi. Dạ thôi, bà nội là người lớn nhất nhà, bà nội chọn đi. Đã xem là người thân trong nhà rồi, đừng có ngại. Con thích rượu gì? Con nói đi. Cô Thảo, bà nội con đã nói vậy rồi thì cô Thảo chọn đi. Đúng không mẹ? Đúng rồi đó, cô Thảo chọn đi. Đúng rồi đó mẹ, mẹ chọn đi mẹ. Hứng. Hả? Sao anh lại gọi mẹ em là mẹ? Anh lần sau đừng nói gì nữa, kỳ lắm. Mặt nó đơ ra kìa. Thôi trước sau gì cũng gọi, đầu năm gọi bằng mẹ đi cho lấy hên con. Dạ. Thôi bà nội đứng ghẹo con đâu, nắm đầu tháng mà nội chọc con. Thôi thích con chết còn mày đặt ngại. Im đi. Thôi thôi, cả nhà mình tha cho con nói đi. Anh Thái, anh là đàn ông thì rành rượu hơn. À, vậy anh chọn đi. À, tôi chọn rượu chăm ban. Tại vì đầu năm á, khu chăm ban nó sẽ may mắn hơn. Nha. Dạ, cũng được đó. Dạ. Mời má. Ừ, cảm ơn con. Mời cô Thảo. Dạ, cảm ơn anh. Rót cho ba. Dạ. Ba, cũng mời ba. Năm nay á, cả nhà mình có mặt đông đủ. Thôi mình chúc mừng năm mới đi các con. 1, 2, 3. Chúc mừng năm mới. Thôi mình ăn tự nhiên đi các con. Dạ, dạ. Mời cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Dạ, mời anh chị. Con bế trên. Dạ đây nội. Ừ. Tết sắp đến lòng thấy xôn xao, đường phố xôn xao. Chỉ một nàng như cô thật cô đơn, thân ốp xin đâu dám đi lá cà, chỉ biết việc nhà. Chợt một sớm thức giấc đời nở hoa, gì vậy ta? Bà chú vắng nhà, tới bé luôn. Bà chú vắng nhà, quay tới nấu. Bà chú vắng nhà. Vắng nhà thì khá. Nhà người ta. Thì ta phải theo nhu cầu, xong thì ta phải biết làm màu, nghĩ làm chi cho thêm nhức đầu. Ai ngờ đâu kết chân cân cầu, ai ngờ đâu bao ngô ngập đầu. Thôi thì cô sẽ chờ, mong bình an tràn lan khắp nơi. Ai đồng thời thì sớm có đôi, ai buồn lo niềm vui đến tìm. La 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 la, ông bà vui vì có cháu con, cả nhà vui vì có lì xì, ai cũng vui.